Thử thách đội tóc giả làm con gái xem anh người yêu phản ứng ra sao. Anh ơi, dậy đi chưa rồi? Hả? Dậy ơi! Ủa? Chị ơi, phòng em vậy? Trời ơi! Tôi Hiếu nè trời! Hiếu được gái nè! Gì vậy? Hôm qua thấy tóc ngắn mà! Trời ơi, giờ em đi làm tóc dài, làm mốt làm gái, xong rồi mốt tò, xong rồi làm hai cái nữa cho giống gái thiệt. Trời ơi, đẹp lắm gì? Trời á! Phải em không? Trời ơi, tôi là trời! Hiếu đẹp gái nè! Đẹp gái có nhận không ra gì? Hả? Ớ, rồi cứ mất à! Lấy thiệt không? Để mình test thử thiệt. Phải cái gì vậy? Để test thử được. Thiệt, có tóc thiệt, có tóc thiệt. Ờ, trời ơi, tóc này là mấy chục của tôi rồi, đụng. Trời.